Một vụ phá rừng tự nhiên nghiêm trọng vừa được phát hiện tại tỉnh Quảng Bình. Nơi xảy ra vụ việc là khu vực giáp ranh giữa hai xã Kim Hóa và Lê Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa với xã Hồng Hóa thuộc huyện Minh Hóa. Ngày 20 tháng 2 năm 2023, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa xác nhận trong thời gian trước Tết Nguyên đán đã có nhiều người vào khu rừng của địa phương đốt phá rừng tự nhiên. Được biết, khu vực bị phá rừng tự nhiên ở xã Kim Hóa đã giao cho 4 hộ dân quản lý và bảo vệ. Với lý do đường xa, địa bàn rộng nên người dân không bảo vệ được. Vì cái dịp Tết, bà con tập trung cho cái công tác Tết nên là cái việc mà kiểm tra tọa độ rồi một số cái nội dung thì chưa được cho chú đáo. Sau khi phát hiện ra mấy ngày gần đây thì đã cử lực lượng sang kiểm tra đo đếm và ngăn để phối hợp với Ủy ban xã Hồng Hóa có thông báo để ngăn chặn cái tình trạng bà con phát đốt lấn chiếm thêm. Tại khu vực giáp ranh giữa hai huyện, cơ quan chức năng phát hiện có hơn 20 điểm rừng tự nhiên bị phá, với diện tích rừng bị phá lên tới hơn 7 hectare. Hạt cũng đã là triển khai các cái bước là phối hợp với ủy ban xã hai xã Kim Hóa, Lê Hóa thì đã là tăng cường cái lực lượng để ngăn chặn không cho phá thêm và là coi tiếp tục điều tra làm rõ để tìm cái đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.